Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận thiếu sót trong phản ứng sau động đất. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên tiếng trước sự bất bình của những người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất và không được đảm bảo các nhu cầu cơ bản vì lực lượng cứu hộ đến trễ. Số người chết trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tăng lên hơn 12.000 người. Cứu hộ chạy đua với thời gian, tìm người sống sót còn mắc kẹt. Giới chức và nhân viên y tế cho biết số người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lần lượt tăng lên là 9.057 và 3.042. Lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới các đống đổ nát sau trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra vào sáng sớm ngày 6 tháng 2 để tìm kiếm người sống sót. Thảm họa đã sạt phẳng hàng nghìn tòa nhà và hiện chưa rõ số người còn bị mắc kẹt. Trong khi nỗ lực cứu hộ gặp khó khăn do thời tiết băng giá, những người sống sót không có đủ thực phẩm và nơi trú ẩn. Một số còn bất lực, hình ảnh thân nhân kêu cứu rồi dần im lặng. Ông Erdogan hôm 8 tháng 2 đã đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất để xem xét thiệt hại cũng như theo dõi nỗ lực cứu hộ. Phát biểu trước báo giới ở tỉnh Karabakh, nhà lãnh đạo thừa nhận những vấn đề trong phản ứng ban đầu của chính phủ, bao gồm chuyện đường xá và sân bay sau khi trận động đất đầu tiên xảy ra ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng ngày 6 tháng 2. Chúng tôi sẽ làm tốt hơn vào ngày mai và sau này. Chúng tôi vẫn còn một số vấn đề về nhiên liệu, nhưng chúng tôi cũng sẽ khắc phục những vấn đề đó, ông Erdogan nói. Sau đó, ông cũng lên án những người chỉ trích phản ứng của chính phủ. Đây là thời điểm đoàn kết, thống nhất. Trong thời điểm như thế này, tôi không thể chịu nổi những người tiến hành các chiến dịch tiêu cực vì lợi ích chính trị, ông Erdogan nói với các phóng viên ở tỉnh Hatay. Tuy nhiên, thảm kịch lần này sẽ là thách thức đối với ông Erdogan trong cuộc bầu cử vốn đã được coi là cuộc chiến cam go nhất trong hai thập niên cầm quyền của ông. Nếu chính phủ của ông Erdogan không làm tốt việc khắc phục hậu quả thiên tai, thì có thể ảnh hưởng đến triển vọng tái đắc cử của nhà lãnh đạo. Hiện, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người còn sống, song nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự tức giận về tình trạng thiếu thiết bị, thiếu chuyên môn và thiếu sự hỗ trợ để giải cứu những người bị mắc kẹt, ngay cả khi họ có thể nghe thấy tiếng kêu cứu. Nhà nước ở đâu? Họ đã ở đâu trong 2 ngày? Chúng tôi đang cầu xin họ, hãy để chúng tôi làm điều đó. Chúng tôi có thể đưa người ra ngoài, một cư dân nói khi đang đứng cạnh một tòa nhà bị sập phủ đầy tuyết ở thành phố Bratia, nơi con cháu của chị vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.